Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với chuyên hồng xe hơi. Mẫu xe này thì thời điểm vừa qua bán khá là nhiều và thực sự là cũng có nhiều bác hỏi, nên là em cũng làm lại cái video cập nhật về cái giá bán chương trình khuyến mại của dòng Toyota Altis, mẫu sedan hạng C, và thật sự là doanh số không quá tốt vào năm vừa rồi. Tuy nhiên thì trong tháng này và có thể khoảng đến hết tháng 11 thì cái chương trình khuyến mại của hai đầu xe Altis 1.8G và 1.8E có mức giá niêm yết lần lượt là 763 và 733 triệu đồng thì cũng đang được ưu đãi khá là nhiều và khá là tốt. Hiện nay thì phiên bản 1.8G hay 1.8E chúng ta đều có mức khuyến mại giống nhau và tổng giá trị khuyến mại là lên đến hơn 70 triệu đồng. Để cân đối giữa việc khuyến mại tiền mặt và khuyến mại phụ kiện thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình để chúng ta có được cái mức giảm tiền mặt tối đa nhất và mức giảm phụ kiện, mức tặng kèm phụ kiện tốt nhất và hợp lý nhất theo xe nhé. Mình cứ cho khuyến mại vào khoảng từ 65 đến khoảng 70 triệu đồng tiền mặt thì thật sự giá bán nó sẽ dao động vào khoảng 670 đến 680. Đúng không ạ? 670 đến 680 cho một mẫu xe sedan hạng C mà phải nói là đi vận hành và cái danh tiếng thì đã có khẳng định rất là lâu rồi, nó đi rất là êm Đúng không? và cũng không quá bốc so với những Khoan. cái đầu xe như là Ừ. Civic hay là VinFast Lắc A với cái tầm giá loanh quanh vào khoảng hơn 800 lăn bánh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với mức cái giảm này thì hiện nay Altis lăn bánh thì thật sự là gần như chỉ bằng giá niêm yết thôi, cái mức giảm gần như là tương đương khoảng 100% thuế trước bạ rồi. Rất là hấp dẫn và cũng rất nhiều khách hàng đặt mua. Rồi thì để mà vay mua trả góp với chiếc Civic này thì mình chỉ cần, em xin lỗi, vay mua trả góp với chiếc Altis này thì mình chỉ cần trả tối thiểu dao động vào khoảng từ 230 đến 250 triệu đồng là chúng ta đã có xe đi và hoàn thiện đầy đủ giấy tờ. Hiện nay thì với Toyota Altis chúng ta chỉ có màu trắng, trắng ngọc trai thì mức giá sẽ cộng thêm 8 triệu nhé. Còn các xe khác thì đều được niêm yết hai mức giá là 733 và 763. Mức khuyến mại tương đương thì sẽ giống nhau, dao động xấp xỉ vào khoảng 70 đến 75 triệu đồng. Đó, thì lăn bánh dự kiến chúng ta chỉ dao động vào khoảng ngang giá niêm yết một chút thôi. Thật sự là một cái mức khuyến mại rất là tốt và quý khách hàng đang có nhu cầu mua những cái xe như là đang phân vân giữa xe Toyota hay K3 mới này, phân vân là mua Civic hay không này, thì mình hoàn toàn có thể tham khảo qua Altis nhé. Hiện nay thì form giá cũng khá là trẻ rồi. Mức giá thì thật sự là rất là tốt và đặc biệt chúng ta vay của bên ngân hàng Toyota cũng rẻ này, bảo hành bảo dưỡng các thứ cũng rất là tốt. Ưu điểm của Altis thì có thể kể đến như là độ cách âm tốt, lái rất là sướng, xe đi rất là êm đầm. Nhược điểm thì cũng chỉ có thể nói là so với các phân khúc đối thủ thì chúng ta ít hơn option một chút, cái mác thì chúng ta sẽ bị già hơn một tí về thiết kế nội ngoại thất đó. Tuy nhiên thì thật sự là với cái mức giá này thì nó quá là hấp dẫn so với cái giá trị thực mà Altis mang lại. Mình có nhu cầu tìm mua xe, tìm hiểu các phiên bản cần tư vấn lái thử hay tìm hiểu về thủ tục trả góp thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đính kèm trên màn hình giúp em. Chúng mẹ bên em báo giá và hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.